Mới đây, một cặp vợ chồng may mắn ở Đồng Nai đã bấm được liên tiếp 4 biển số siêu đẹp khi làm thủ tục cấp biển số tại công an xã. Điều đáng chú ý hơn là hai vợ chồng này mua 4 chiếc xe với tổng trị giá là 1,2 tỷ đồng. Nhưng sau khi bấm được biển đẹp thì đã bán chiếc xe biển số Ngũ Quý 8 với giá 1,5 tỷ đồng. Sau đó, công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với một phó công an xã Sông Nhạn do ông đã thực hiện không đúng một số quy trình trong công tác bấm biển số xe. Trách nhiệm pháp lý của những người liên quan sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra của cơ quan chức năng. Sau đây là một số giả thuyết có thể xảy ra. Trường hợp 1, nếu xác định có tiêu cực, người đề nghị bấm biển đưa cho cán bộ bấm biển lợi ích vật chất từ 2 triệu đồng trở lên, hoặc cho cán bộ bấm biển lợi ích phi vật chất để có được biển số đẹp nhằm bán kiếm lợi nhuận chia nhau, thì người đề nghị bấm biển và cán bộ bấm biển có thể bị xử lý hình sự về tội đưa hối lộ và tội nhận hối lộ. Trường hợp 2, trường hợp có tiêu cực trong việc cấp biển số xe nhưng không có sự thỏa thuận giữa hai bên. Khi đó, hành vi được xác định là vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân mà làm trái công vụ, gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, thì có thể bị xử lý hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trường hợp 3, nếu kết quả bấm biển là do lỗi kỹ thuật thì cán bộ bấm biển và người đề nghị bấm biển đều không có lỗi, do đó sẽ không ai phải chịu trách nhiệm hình sự. Trước đó, tại Đồng Tháp, 4 biển số đẹp cũng được bấm ra cùng ngày 8 tháng 3. Trong đó có một chiếc xe là của một phó công an huyện Cao Lãnh. Ngay sau đó, công an tỉnh Đồng Tháp đã lập đoàn đến công an huyện Cao Lãnh để làm việc, xác minh thông tin. Hiện cả hai vụ việc này vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.